Hà Nội nêu 4 nguyên nhân đá vỉa hè nứt vỡ. Kính thưa quý vị, những bất cập trong hồ sơ khảo sát thiết kế, chất lượng đá, quy trình thi công và bảo dưỡng là những lý do khiến một số vỉa hè lát đá tự nhiên hư hại. Sở Xây dựng Hà Nội vừa báo cáo nguyên nhân đá lát hè phố bị bong bật, lún nút, vỡ theo yêu cầu của Ủy ban Nhân dân thành phố. Báo cáo được tổng hợp đến hết tháng 3 từ các quận, huyện. Kết luận của thanh tra thành phố, kết quả kiểm tra hàng năm, ý kiến sở, ngành và một số chuyên gia. Trong đó, 14 quận, huyện không gửi báo cáo, 9 quận, huyện báo cáo thiếu nội dung, 7 huyện không có dự án lát vỉa hè bằng đá tự nhiên. Nguyên nhân đầu tiên được sở chỉ ra là việc khảo sát, thiết kế các dự án lát đá chưa đầy đủ thông tin như số lượng, vị trí công trình ngầm, các khớp nối hạ tầng kỹ thuật, nơi quy hoạch bãi đỗ xe, số liệu địa chất, hiện trạng sử dụng vỉa hè. Hồ sơ nhiều công trình chưa có thiết kế chi tiết, giải pháp xử lý tại các khớp nối hạ tầng kỹ thuật, công trình ngầm, tủ điện, chân cột đèn, gốc cây. Thuyết minh thiết kế trong hồ sơ chưa nêu rõ tiêu chí để lựa chọn kích thước viên đá tùy theo đặc điểm, yêu cầu sử dụng của từng tuyến phố. Vì vậy, tại một số dự án, tỷ lệ kích thước của viên đá lát, độ dày so với kích thước dài rộng chưa phù hợp. Theo Sở Xây dựng, công tác khảo sát, đánh giá nguồn cung cấp vật liệu đá tự nhiên tại một số dự án chưa đầy đủ để có cơ sở lựa chọn chủng loại yêu cầu kỹ thuật phù hợp, đảm bảo các tiêu chí theo thiết kế. Việc kiểm soát, nghiệm thu vật liệu đá tại một số công trình chưa đảm bảo quy định, một số viên không đủ khả năng chịu lực uốn, chịu mài mòn theo tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia. Bên cạnh đó, một số mẫu đá có thớ đá phân tách tự nhiên, không nhìn thấy được bằng mắt thường, chỉ khi đưa vào máy uốn mới phát hiện những viên đá này không đạt yêu cầu độ bền uốn cong. Quy trình kỹ thuật thi công các lớp kết cấu vỉa hè tại một số dự án cũng bị đánh giá là chưa đúng, không có giải pháp kết nối xử lý một số đường ống thoát nước của cơ quan hộ dân xung quanh. Đặc thù đá lát vỉa hè thường thi công đêm, nhưng việc giám sát chưa thường xuyên nên những vướng mắc phát sinh như vị trí bó gốc cây, cột điện, tủ điện chưa được giải quyết. Một số tuyến phố đã đầu tư lát đá vỉa hè nhưng chưa đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật trong quá trình sử dụng. Đơn vị hạ ngầm thoát nước, điện lực, viễn thông khi hoàn trả không đảm bảo kỹ thuật dẫn tới vỉa hè hư hại xuống cấp. Sở Xây dựng đánh giá, quá trình duy tu bảo dưỡng sau đầu tư một số vỉa hè không tốt, có nơi sử dụng không đúng công năng. Kết cấu hè phố được thiết kế chỉ áp dụng cho người đi bộ, xe thô sơ, nhưng thực tế lại thành nơi dừng đỗ của ô tô hoặc làm vị trí lên xuống của nhiều phương tiện tải trọng lớn. Giờ cao điểm, xe cơ giới di chuyển trên vỉa hè một số tuyến phố, nhiều điểm bị chiếm dụng làm nơi kinh doanh, ảnh hưởng xấu đến độ bền của vật liệu. Ban đầu, chỉ một viên đá vỡ, nhưng việc thay thế không làm kịp thời, tiếp tục chịu tác động của phương tiện nên nhiều viên đá liền kề nứt vỡ, tạo thành khu vực xuống cấp. Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất thành phố quản lý chặt ngay từ khâu lập hồ sơ thiết kế, kiểm soát nguồn gốc các loại đá lát. Các quận, huyện thực hiện đúng yêu cầu, chỉ lát hè phố bằng đá tự nhiên khi đáp ứng yêu cầu đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ ngầm hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cấp thoát nước, cây xanh, chiếu sáng, cáp điện, thông tin liên lạc, chỉnh trang mặt tiền. Từ cuối năm 2016, nhiều quận đã cải tạo vỉa hè bằng đá lát tự nhiên, dự kiến có thể sử dụng 50 đến 70 năm. Tuyến phố đầu tiên là Lê Trọng Tấn, rồi đến Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, phố Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Giải Phóng, quận Hoàng Mai. Chỉ trong vài tháng, mặt đá lát đã bong chóc gãy nát, lãnh đạo thành phố chỉ đạo dừng dự án, chuẩn bị đầu tư để rà soát làm rõ trách nhiệm các bên liên quan. Kết luận thanh tra tháng 2 năm 2018 nêu một số bất cập trong thiết kế mẫu, loại đá dùng trong bê tông lót nền hè, thiếu hướng dẫn chung về quy trình thi công, một số mẫu đá không đảm bảo theo thiết kế. Đầu năm 2019, thành phố ban hành quyết định thiết kế mẫu hè đường đô thị trên địa bàn. Sau đó, 15 quận huyện, thị xã đề xuất lát đá vỉa hè cho gần 300 tuyến phố. Đến nay, vỉa hè 255 tuyến phố đã được lát đá tự nhiên, tập trung ở các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Tây Hồ. Cuối năm 2022, trước phản ánh của người dân về việc vỉa hè một số tuyến phố lát đá tự nhiên tiếp tục nứt vỡ, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu chấn chỉnh đầu tư và quản lý hè đường, kiểm tra xử lý ô tô dừng đỗ đi trên vỉa hè, các công trình xây dựng có hoạt động thi công làm hỏng kết cấu hè phố. Sở Xây dựng được giao chủ trì kiểm tra, đánh giá nguyên nhân đá lát hè phố bị bong bật, lún nút, vỡ và đề xuất giải pháp trong quý 1 năm 2023. Nghệ sĩ Việt vi phạm pháp luật sẽ bị cấm sóng, cấm diễn. Quý khán giả xem đài thân mến, những người có sức ảnh hưởng như nghệ sĩ, người có tầm ảnh hưởng KOLs có hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị hạn chế các hoạt động phát sóng, biểu diễn, quảng cáo.
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa thông qua quyết định 512 về việc cập nhật kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược phát triển lĩnh vực phát thanh truyền hình và thông tin điện tử giai đoạn 2021-2025. Theo đó, từ tháng 10 năm 2023, nghệ sĩ và người có tầm ảnh hưởng KOLs vi phạm pháp luật, trái thuần phong mỹ tục, gây ảnh hưởng không tốt đến xã hội sẽ bị hạn chế các hoạt động, phát sóng, biểu diễn, quảng cáo. Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cho biết, các biện pháp xử lý như cấm sóng, cấm mạng, cấm diễn nhằm mục đích từng bước làm lành mạnh không gian mạng, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội, nhất là đối với người trẻ. Do chưa có quy định pháp luật nên trước mắt sẽ sử dụng phương thức khuyến nghị hạn chế phát sóng, đưa tin, biểu diễn đối với đối tượng vi phạm. Thời gian qua, có không ít những nghệ sĩ, người nổi tiếng có hành vi vi phạm trong hoạt động biểu diễn, phát ngôn trên mạng xã hội, những hành vi như đưa tin sai sự thật, quảng cáo tiền ảo, mê tín, thổi phồng công dụng của thực phẩm bảo vệ sức khỏe đã gây ảnh hưởng không tốt tới xã hội, đặc biệt là giới trẻ. Vào năm 2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Trong đó, Bộ Quy tắc yêu cầu nghệ sĩ tuân thủ các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, không được sáng tác, phổ biến, lưu hành, biểu diễn những tác phẩm có nội dung không phù hợp với giá trị đạo đức, văn hóa và truyền thống của dân tộc, gây tác động tiêu cực đến tư tưởng, thẩm mỹ của công chúng. Tuy nhiên, đây là không về nguyên tắc ứng xử, chứ không phải quy phạm pháp luật nên không có phần xử phạt hay quy định về cấm sóng các nghệ sĩ. Nguyên cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội lập hợp đồng giả cách chiếm đoạt đất vàng. Kính thưa quý vị, cơ quan điều tra xác minh lai lịch, nhân tích của nguyên phó chánh văn phòng Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội Lương Thế Hiển cho thấy, bị cáo đã khai báo gian dối họ tên, nhân thân, lý lịch tư pháp trong quá trình công tác. Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Lương Thế Hiển, tức Lương Xuân Hiển, Lương Đức Hiển, sinh năm 1960, nguyên phó chánh văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã nghỉ hưu, ra xét xử tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Liên quan đến vụ chuyển nhượng đất vàng ở phố Bà Triệu, Hà Nội, bà Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1960, vợ bị cáo Hiển cũng phải hầu tòa vì cùng tội danh. Bị hại trong vụ án này được xác định là ông Nguyễn Thanh Thủy, sinh năm 1972 ở quận Đống Đa. Tòa triệu tập người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, nhân chứng là anh Lê Hải An, ông Lê Thanh Thản, Sở Tài nguyên Môi trường. Tuy nhiên, những người này có đơn xin xét xử vắng mặt. Trước đó, vào tháng 9 năm 2019, Công an thành phố Hà Nội nhận được đơn của ông Thủy tố cáo vợ chồng ông Lương Thế Hiển có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt nhà đất ở số 296, 298, 300 phố Bà Triệu cùng hai căn nhà ở quận Ba Đình. Theo tố cáo, anh Thủy nhờ vợ chồng ông Hiển đứng tên làm thủ tục mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước, chuyển đổi mục đích sử dụng chung và gộp các sổ đỏ nhà đất. Nhưng sau đó, vợ chồng ông Hiển đã chiếm đoạt và bán nhà đất trên cho người khác. Kết quả điều tra cho thấy, trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2017 đến tháng 7 năm 2018, ông Hiển là nguyên phó chánh văn phòng của Sở Tài nguyên và Môi trường nhưng đã nghỉ hưu. Ông Hiển giới thiệu bản thân có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo các sở ngành Hà Nội, có thể đứng tên giúp anh Thủy làm thủ tục mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước với giá thấp. Để hợp thức, ông Hiển đã đứng tên giúp anh Thủy hoàn thành các thủ tục mua nhà, gộp các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại số 296, 298 và 300 phố Bà Triệu. Hai bên thống nhất, anh Thủy ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với bà Liên, viết các giấy nhận tiền góp vốn và chuyển nhượng lại phần vốn đã góp, ký các hợp đồng công chứng chuyển nhượng nhà đất. Năm 2017-2018, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cấp 4 sổ đỏ đứng tên vợ chồng ông Hiển. Lúc này, bị cáo nảy sinh ý định chiếm đoạt và không trả lại nhà đất trên cho anh Thủy như thỏa thuận mà bán lại toàn bộ nhà đất cho người khác, được số tiền hơn 319 tỷ đồng. Cáo buộc cho rằng bà Liên đã có hành vi giúp sức cho chồng và không tham gia trao đổi, thỏa thuận hưởng lợi từ việc giúp ông Hiển chiếm đoạt và bán nhà đất trên của anh Thủy. Đặc biệt, cơ quan cảnh sát điều tra xác minh lai lịch nhân tích ông Hiển cho thấy bị cáo đã khai báo gian dối họ tên, nhân thân, lý lịch tư pháp trong quá trình công tác. Trả lời thẩm vấn tại tòa, anh Thủy khai có quen biết bị cáo Hiển trong lần công tác sang Nhật Bản. Trong chuyến đi, vì ông Hiển giới thiệu mình là phó chánh văn phòng đã về hưu, có khả năng làm giấy tờ đất cát, nên anh Thủy tin tưởng nhờ bị cáo làm sổ đỏ. Anh Hiển nói, giúp làm thủ tục với chi phí 10 tỷ đồng, tôi mặc cả còn 7 tỷ đồng, cái này nói miệng. Sau đó, anh Hiển nói lập hợp đồng giả cách, đứng tên anh Hiển mới giải quyết nhanh được. Những thông tin vừa rồi đã khép lại thời lượng của tin nóng 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị để lại tại phần bình luận. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.